xào lá lốt ha. Đây là mình còn có một miếng cái khoảng chừng 5-6 cục lá thôi. Thì muốn ăn ít nhiều thì tùy theo ha, cái này không có bắt buộc. Ở đây mình có khoảng 5-6 củ đậu hành trắng với một trái ớt chuông, nghĩ nó vừa xào với là bò nó ngon mà nó lại có màu đẹp. Đây là hai cái củ hành tím ha, rồi mình sắc. Ở đây mình có một nhúng đường sắc sợi với một nhúng tỏi. Cái đậu hành thì mình chỉ cần sắc sơ về thôi. Còn hành trắng mình xào thịt bò rất là ngon, tại vì cái thịt cái đậu hành nó xào làm cho cái nó ngọt. Cái lá lốt thì mình cũng sắc sợi. Cái ớt thì mình cắt sợi luôn. Cắt hai cái đầu luôn. Cắt bỏ cái ruột nữa. Xem mà mình sắp sợi nhỏ nhỏ nữa. Củ hành thì mình sắp cái nước canh. Mình phải nhỏ chút thôi. Đây mình có miếng bò ha, thì mình sắc bò ra để mình ướp, mình sắc cũng lá khoảng mỏng ha. Ngon mình ướp ha. Cái này muỗng cà phê bột nêm chicken stock, muỗng cà phê có sa tế, một muỗng canh dầu hào, một muỗng cà phê nguội, một muỗng cà phê nước tương, vài giọt dầu mè. Nước tiêu. Sau đó mình trộn đều nó lên, mình ướp cho nó thấm chừng khoảng 5-10 phút ha. Lúc mình xào cả thịt bò mình phải xào cái rất là nhanh cho nó chín, không có dai thịt bò, cho nên mình ướp sẵn lại để nó thấm cái gia vị. Không có thời gian thì mình ướp lâu chút cũng được. Thì cái chảo của mình á, đường với là tỏi vàng lại mà nó kịp mà nóng rồi đó, lúc này mình sẽ cho cái tô bò của mình vào ha. Sạch có chè ha, bởi vì lúc bò vào thì mình không có nên lá gì nữa hết, mình chỉ lấy xào cho cá uống vào của mình cái chè. Cái lửa này nó yếu, lửa nhà hàng thì nó mạnh thì nó xào nó còn ngon ha. Lửa này thì lửa nhà cho nên nó yếu. Cho nên lúc nào mà đi ăn nhà hàng á, nó cũng ngon hơn ở nhà. Tại vì cái lửa nó mạnh xào thịt bò đó. Mình thả như xào đó, nó sẽ một cái xào một cái là nó cái miếng bò của mình nó đã chín với nó cái nè. Rồi mình có thể để ra. Còn cái chả ở nhà thì nó yếu, mình phải chịu. Mình xúc cái dĩa ha. Sau khi mình xúc bò cái dĩa thì mình cho lại đây một muỗng, không cần rửa chảo nha, mình xào tiếp. Cho vào một muỗng canh dầu ăn, cái số gừng với tỏi nãy còn lại đó mình cho vô luôn. Okay.
giờ ta kêu là mình thử cái xào rau cải ha. Có khi nhiều cái tỏi mình thơm á, là mình mới cho mấy cái món này vô ha. Chút xíu mình cho củ hành hành tím, mình cho củ hành tím xong rồi thì mình cho củ hành đầu và hành trắng vô ha. Chút này mình sẽ dành trong này là một muỗng canh giò xào. Sau khi cái này nó chín rồi bắt đầu mình mới đổ nguyên cái bò nãy mình xào vô ha. Này nó mới cho ớt chuông với lại cá lóc vô. Trộn đều lên cho lá lớn nó chín là được ha. Tại vì cái ớt chuông á mình có thể không để cho nó chín quá nha, chín quá nó sẽ mất ngọt mất giòn, cho nên mình chỉ xào vậy thôi. Chắc giờ tại nãy bò mình đã xào chín rồi cho nên không xào lâu quá, xào lâu quá là nó sẽ hết 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 nè, nó sẽ dài nó thịt. Sau khi mà mình chín rồi mình cho nó dĩa nha, dĩa thì xung quanh mình trang trí một chút xíu cái lá lớn cho nó nhìn nó đẹp, nó hấp dẫn. Thì cái bò này ăn rất là ngon với cơm, mà cái lá lớn thì nó rất là tốt, có nhiều vị thuốc. Các bạn cứ lên Google sợ thử, lá lớn rất là tốt cho sức khỏe. Mà cái món bò thì nó ngon, xào với lá lớn thì nó ăn. Đã hoàn tất ha, thì kế bên mình sẽ để thêm một cái chén nước tương sa tế để mà chấm. Đồng thời mình sẽ cho lên đây một miếng tiêu, gắp lên đây một miếng tiêu, rất là thơm luôn các bạn, thơm mà ngon lắm. Cái này mình chấm với cơm, nước tương mình ăn cơm thì ngon, tốt. Đã hoàn tất cái món bò xào lá lốt. Cái món bò xào lá lốt của mình á, nó hoàn tất. Thì món này thì đơn giản, nhanh gọn á, mà lại tốt cho sức khỏe. Thì nếu các bạn rảnh thì cứ việc làm cái món này cho người thân ăn ha, nhất là những người lớn tuổi như cha mẹ của mình. Thì chúc các bạn thành công với cái món bò xào lá lốt. Nếu yêu thích thì xin bấm theo kênh theo dõi với lại cho mình một like trong cái video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và an bình. Xin chào.